Rồi, xin chào đại anh của mình nha. Hôm nay mình đi gần thăm kèo ong á cả nhà. Phát hiện một tổ ong rất là to luôn, xuống cái kèo. Rồi, để anh quay cả nhà xem. Cái kèo mình nằm tuốt men cả nhà. Đây. Tổ ong siêu to luôn. Nằm gần bích kèo luôn cả nhà. Rồi, giờ mình ra mình chuẩn bị đồ mình vô mình bắt luôn cả nhà ơi. Rồi, cả nhà cùng chờ xem mình bắt tổ ong này nha. Rồi giờ mình vô bắt cả nhà ơi. Và cái cỏ mây này mọc quá trời luôn. Đốt cho có khói rồi mình vô mình bắt. Vô cả nhà. Quá thứ mặt cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Quay cái nhà xem. Cái nhà đẹp chưa cái nhà? Quá đẹp luôn. Quá đẹp cái nhà ơi. Muốn phao. Mặt đỏ tươi luôn. Mật đã quá nha, đỏ dữ dằn, đỏ luôn. Và cái phấn hoa nhiều quá. Đi mình nơi cũng khó quá nhỉ. Quá im. Xong cả nhà ơi. Xuồng đâu này.
nước cạn quá cả nhà, khó chống. Mình bơi xa xa rồi mình mở giỏ thùng ra cho cả nhà xem cận cảnh cục mật, mật rất là đẹp luôn. Tháng này cũng hạn quá trời, nước cũng cạn. Bữa cái con trống trước mình cho cái nhà xem. Quá trời phóng hoa luôn cả nhà. Cục phóng hoa hơn ký luôn. Các miếng tàn non nữa. Đồ bật ngon cả nhà ơi. Mật quá đẹp luôn. Đây cả nhà. Mật vô cùng đẹp. Hôm nay còn cục nhỏ nữa. Này hơn lít mật này cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Tôm đầu tiên. Rồi giờ mình bơi xích tới coi còn ông nào không cả nhà. Nếu còn thì mình bắt cho rồi mình quay cả nhà xem luôn. Rồi cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Quá trời nước cạn, đi một mình cũng khó nữa cả nhà. Ôi đèo ông cái nhà ơi. Suốt này ngổ nè. Đâm tới quay cái nhà xem. Đâu toàn bự cái nhà ơi. Toàn bự dữ ạ. Lấy được chưa nữa. Ôi ô nhà ơi. Thấy không cái nhà. Toàn đóng ngộ dữ ạ. Nóng khỏi nóng kẹo luôn. Thấy không cả nhà. Đóng chùm khỏi nóng kẹo luôn. Ô to nó bự dữ rồi cả nhà ơi. Quá đã luôn. Mà to này chưa lấy được nha cả nhà. Lấy gần cái nhà xem. To này mới xuống. Quá đã to ông luôn cả nhà ơi. To bự coi nè. Đóng khỏi nóng kèo luôn cả nhà. Thôi giờ mình ra cái nha. Trong này vài bữa mới lấy được cả nhà. Chắc nổ tổ này nó lên mới xuống cỡ 5 ngày. Thôi giờ đi cả nhà. Rồi mình bơi tiếp. Coi có thì mình lấy. Tổ nào lấy được thì mình lấy cả nhà. Như tổ mới thì chưa lấy được. Mới xuống. Mỗi năm thì kèo nhiều lắm cả nhà, mấy trăm cây kèo luôn. Năm nay còn có mấy cây. Để chạm nó cao quá thì mình không có gác bên chạm được. Gác cặp mé luôn.
khúc này bịch quá, bịch quá, cái kèo cũng không được nha cả nhà, không có im, từ vừa chống quá cũng không được. Quá cục vịt này còn mấy kèo nữa hết rồi cả nhà ơi. Bơi dùm đây nó khuất cái nắng hơi tối. Cả nhà xem video thông cảm cho mình nha. Ở đây mình có cái kèo nữa cả nhà, không có tông ong xuống làm tổ. Tới đây có con cây kèo nữa hết rồi cả nhà, không biết có xuống không nữa. Rồi đây kèo nha, chỗ này nó hơi tối, không xuống làm tổ. Rồi mình xin kết thúc video cả nhà. Cả nhà xem video cho mình xin một like, một chia sẻ và ý kiến ủng hộ mình nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp cả nhà những video tiếp theo.